Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 1 trang 19 sách giáo khoa toàn 6 cánh diều tập 2. Bài tập số 1 có nội dung như sau: tung một đồng xu 20 lần liên tiếp, ghi kết quả thống kê theo mẫu sau. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng để ghi kết quả. Thì gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là lần tung, thì chúng ta sẽ tung từ lần thứ nhất cho đến lần thứ 20. Cột thứ hai là kết quả tung. Các bạn ghi kết quả tương ứng với đây, có thể là lần thứ nhất xuất hiện mặt N, lần thứ hai xuất hiện mặt S chẳng hạn. Cột thứ ba là số lần xuất hiện mặt N, và cột thứ tư đó chính là số lần xuất hiện mặt S. Thì ai nhỏ người ta yêu cầu chúng ta là tính xác suất thực nghiệm A nhỏ xuất hiện mặt N, B nhỏ xuất hiện mặt S. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 1 này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng một đồng xu, sau đó tung 20 lần liên tiếp. Các lần tung thì các bạn đánh thứ tự vào đây, sau đó các bạn ghi cho cô các kết quả tung tương với lại lần tung. Ví dụ như ở lần tung thứ nhất chúng ta xuất hiện mặt N, lần tung thứ hai chúng ta xuất hiện mặt N, lần tung số 9 chúng ta cũng xuất hiện mặt N, lần tung số 20 chúng ta cũng xuất hiện mặt N. Như vậy ở sau 20 lần liên tiếp như này, các bạn thống kê cho cô xem có bao nhiêu lần xuất hiện mặt N. Nào, có bao nhiêu lần xuất hiện mặt N? Thì ta thấy rằng là giả sử có 9 lần xuất hiện mặt N, và số lần xuất hiện mặt S ở đây chính là 11. Vậy thì dựa vào kết quả này, chúng ta hãy tính cho cô xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N. Thì ta có này, xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N chính bằng số lần xuất hiện mặt N trên tổng số lần tung. Mà số lần xuất hiện mặt N đây là bằng 9, tổng số lần tung ở đây bằng 20. Như vậy chúng ta sẽ có là xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N sẽ là 9/20. Tương tự như vậy, bây giờ các bạn tính cho cô xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S. Thì đã có xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S chính bằng số lần xuất hiện mặt S đây chính là 11 chia cho tổng số lần tung ở đây là 20. Vậy đã có 11/20. Cái này không rút gọn được rồi chúng ta. Chúng ta cứ để nguyên như này cho cô. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 1 trang 19 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.